Nemo phát hiện con lục xè Nemo. Ủa, đang dí theo nó nè. Ủa, cái đầu nó kêu. Ủa, nó đi trên thân không vậy? Tạc nó con này là ngon luôn á anh em. Ủa, sao nó chạy nhanh dữ vậy? Ủa, nó đâu? Nó đâu? Nó đi... Ờ, nó cả đây, 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 đây. Ôi, ôi, đi đâu đây? Ôi, chui vô hang hả? Chui vô bụng nó cả nhà. Ủa, thôi. Ủa, nó cuốn lại. Ủa, nó gài cả nhà. Ủa, nó cuốn lại, nó gài rồi. Từ từ từ. Ấy, tôi tưởng làm gì đây ta? Ủa, nó siết mình lại cái nhà ơi. Thôi, ủi. Ủi, nó kiếm đường ra. Trời ơi. Lần đầu tiên kiểm tra con bạch xè này, ủi con lục xè cái nhà. Ngon anh em. Trời ơi, con này bự. Chu cha. Ta cho.